Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn thân mến Tập Cận Bình lung lay khi bị Ủy viên Trung ương yêu cầu từ chức Quyền uy của Tập Cận Bình bao trùm Trung Quốc Nhưng nay người dân thì phẫn nộ vì đại dịch Vũ Hán đã dám lên tiếng phản đối Đài truyền hình Sun TV tại Hồng Kông cho biết Các thái tử đỏ đề nghị lập ra một nhóm lãnh đạo khẩn cấp Do Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn hoặc Uông Dương Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị đứng đầu sự kiện một thông tin như vậy xuất hiện cho thấy đang có những đấu đá dữ dội trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo tác giả Zazadeva Renede, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược Trung Quốc trên tờ báo Chibole, ông Tập Cận Bình đang bị những người chỉ trích đòi hỏi từ chức do đã xử lý một cách tệ hại đại dịch Vũ Hán. Những biểu hiện bất mãn vốn hiếm thấy ở Trung Quốc vì nguy cơ bị trừng phạt đang ngày càng gia tăng, gây áp lực lớn đối với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản của ông ta. Sự phẫn nộ lan rộng trong công dân Trung Quốc trước tình trạng thiếu minh bạch, giấu giếm thông tin khi làn dịch cúm Vũ Hán đang nổ ra đã thổi bùng sự bất mãn ngấm ngầm lâu nay khi mà Tập Cận Bình xóa bỏ giới hạn không được tại vị quá hai nhiệm kỳ. Trong đại hội đảng lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng vào tháng 10 năm 2017, cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng tại bệnh viện Vũ Hán càng làm cho người dân thêm giận dữ. Một số nhân vật nổi tiếng kể cả các quan chức của Đảng hoặc đảng viên bình thường và có ít nhất một số cựu thành viên trong số 350 ủy viên trung ương đầy quyền lực đã thẳng thừng đả kích tập cận bình và chính sách của hoàng đế đỏ. Các chỉ trích nhắm vào công việc của Đảng ngày càng tăng cường kiểm soát và tập trung quyền lực. Việc siết chặt Giám sát thể hiện qua ngân sách an ninh hàng năm đều tăng lên kể từ năm 2013, trùng hợp với thời điểm Tập Cận Bình lên làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, việc theo dõi người dân trở nên phổ biến thông qua hệ thống camera giám sát, công nghệ nhận diện và trí tuệ nhân tạo. Sự vắng mặt khó hiểu của Tập Cận Bình từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2020 lúc dịch bệnh hoành hành trong khi lâu nay ông luôn xuất hiện trên trang nhất của các báo và truyền hình nhà nước, cũng gây ra luồng ý kiến bất lợi cho ông Tập. Vào ngày 2 tháng 3 và trước đó là ngày 23 tháng 2, ông Triệu Sĩ Lâm, giáo sư về hưu của Trường Đại học Dân tộc Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng đã gửi hai lá thư trong Tập Cận Bình. Cả hai đều mang giọng điệu đả kích kịch liệt. Trong thư đề ngày 23 tháng 2, Triệu Sĩ Lâm khẳng định Trung Quốc đã bỏ lỡ thời cơ, thời gian vàng vào dịp Tết khiến cho nạn dịch lan tràn vô cùng dữ dội. Ông nhận định cái giá phải trả là khủng khiếp và đau thương không kể xiết. Nhắc lại lời của Tập Cận Bình trong chiến dịch chống cúm Vũ Hán, thử nghiệm lớn nào về khả năng của hệ thống điều hành đất nước. vị giáo sư thẳng thừng tuyên bố, rất tiếc là tôi phải nói rằng tỷ số của người đồng chí đến nay bằng 0. Giáo sư Triệu chỉ ra 5 yếu tố trong đó có việc siết chặt an ninh, bảo đảm hình ảnh ưu việt của Đảng tập trung mọi quyền hành vào tay của một người. Tình trạng này ngăn trở các cán bộ đảng viên và các viên chức thực hiện phần việc của mình, phát huy sáng kiến, tuyên bố những người trong và ngoài hệ thống đều kêu gọi cải cách chính trị. Ông Triệu Sĩ Lâm nhấn mạnh cần bao gồm việc áp dụng những giá trị xã hội cốt lõi, tự do dân chủ, bình đẳng, pháp quyền, bảo đảm các quyền chính trị công dân như tự do ngôn luận, trong lá thư thứ hai ngày 2 tháng 3, ông Tái khẳng định trong một xã hội lành mạnh cần phải có nhiều hơn là một tiếng nói để đòi hỏi cho tự do ngôn luận. Nhiều người khác cũng đã đăng những bài viết chỉ trích khiến cho một số nguy cơ bị đàn áp. Ông Hứa Chí Vĩnh, cựu giáo sư trường đại học Bưu Điện và Viễn Thông Bắc Kinh kêu gọi ông Tập Cận Bình từ chức vì không có khả năng xử lý những cuộc khủng hoảng lớn. Giáo sư gọi tư tưởng chính trị của Tập Cận Bình là dối rắm mô hình cai trị lỗi thời, tuyên bố ông Tập đã làm cho Trung Quốc suy sụp với những biện pháp quá lố nhằm duy trì ổn định xã hội của ông ta. Hứa Chí Bính kết luận, tôi không nghĩ rằng ông là một người độc ác, ông chỉ không mấy thông minh thôi. Vì lợi ích cộng đồng, một lần nữa tôi yêu cầu ông hãy từ chức đi, ông Tập Cận Bình. Tiểu luận của giáo sư Hứa Trường Nhuận, trường đại học Thanh Hoa mang tên Những người phẫn nộ không còn sợ hãi nữa, được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu cáo buộc các nhà lãnh đạo và đặc biệt là Tập Cận Bình đã xa rời nhu cầu của nhân dân, muốn duy trì vĩnh viễn sự cai trị của một nhóm nhỏ lãnh đạo và lao vào chủ nghĩa khủng bố dữ liệu. Giáo sư tố cáo việc bóp nghẹt các tranh luận công khai và truyền thông xã hội, cơ chế cảnh báo sớm đã tồn tại ban đầu, đổ lỗi cho chính quyền Hồ Bắc. Bài viết đánh giá Tập Cận Bình là bạo chúa chính trị và khẳng định Cuối cùng vầng thái dương cũng sẽ bị sẽ đến trên mạch đất tự do này. Cơn vẫn nộ của cư dân Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và tâm dịch đương nhiên nổ ra khi dịch bệnh hoành hành. Khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lam đến Vũ Hán hôm 14 tháng 2, họ đã phải đối việc phản đối việc chính quyền Cộng sản hủy bỏ tự do ngôn luận và giấu giếm thông tin. Cư dân hô lớn, đừng tin họ, họ toàn nói láo, các nhà lãnh đạo của Cộng sản Trung Quốc nhận ra những chỉ trích liên tục này để xoa dịu cơn giận của người dân. Ủy ban kiểm tra Trung ương do Tập Cận Bình làm chủ tịch điều tra về vụ chấn áp của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã đưa ra lời cảnh báo và bị công an bắt giữ sau đó chết vì cúm Vũ Hán. Hôm 19 tháng 3, báo cáo cho rằng công an và an ninh Vũ Hán đã rút lại biện pháp trừng phạt xin lỗi gia đình của vị bác sĩ trẻ và kỷ luật hai viên công an dấu hiệu cho thấy quy mô bất bình trong dân chúng hiện rõ vào tuần trước với các thông tin thái tử đỏ kêu gọi họp khẩn khẩn để thảo luận về việc thay thế ông Tập Cận Bình. Đài truyền hình Sun TV của trụ sở có trụ sở tại Hồng Kông chuyên tập trung vào giới tinh hoa của Trung Quốc và cộng đồng người Hoa cho biết các thái tử đỏ đề nghị lập ra một nhóm lãnh đạo khẩn cấp do Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn hoặc ông Uông Dương, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị đứng đầu sự kiện một thông tin như vậy xuất hiện cho thấy đang có một dấu hiệu đấu đá dữ dội trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cựu chủ tịch của một tập đoàn bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường, người từng lên tiếng phê phán của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gọi ông Tập là tay hề vì phát môn ngôn của một lãnh đạo về cuộc chiến chống cúm Vũ Hán đã biến mất. Theo Reuters, dẫn nguồn từ bạn bè của ông cho hay, ông Nhậm Chí Cường, một cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản của Trung Quốc, thẳng thắn chỉ trích đảng cộng sản Trung Quốc che giấu sự thực về tình hình dịch bệnh. Phê bình ông tập cận bình liên quan tới tình hình dịch viêm phổi vũ hán. Ông là một nhân vật của công chúng và sự mất tích của ông được rất nhiều người biết đến. Reuters dẫn lời một người bạn của ông này cho biết, mới đây trên mạng lan truyền một bức thư công khai do những nhà doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc như Jack Ma, Liễu Truyền Chí cùng ký tên thông qua ông Lý Khắc Cường trình lên ông Tập Cận Bình. Trong thư nêu ra 9 yêu cầu lớn, kêu gọi Trung Quốc bắt đầu cải cách chính trị toàn diện, đồng thời phóng thích nhậm Chí cường, khiển trách các quan chức che giấu dịch bệnh sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Trong bức thư có hai điểm đáng lưu ý. Một là gọi nền chính trị đang thụt lùi của ông Tập Cận Bình là phe phản động. Hai là công khai đề xuất chủ trương chính trị mỗi người một lá phiếu bầu với ông Tập. Mặc dù bài viết luôn nhất nhất nói rằng sẽ tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, chín yêu cầu của toàn bài viết đều mượn lời của ông Tập Cận Bình để đề xuất lạt mềm buộc chặt khiến cho ông Tập há miệng mắc quay. Kỳ thực chỉ cần mỗi người một lá phiếu bầu thì không chỉ là ông Tập Cận Bình phải hạ bệ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ phải giả giải thể. Các động thái gần đây của ông Tập Cận Bình như yêu cầu nối lại công việc và đi kiểm tra Vũ Hán đều xuất phát từ nhu cầu củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và xây dựng cái gọi là hình ảnh cá nhân nhằm bảo vệ Đảng và uy quyền cá nhân của ông ta. Ông Lý Thiên Tiếu, tiến sĩ chính trị học Đại học Columbia, Mỹ cho rằng vai trò của ông Tập Cận Bình liên quan đến đại dịch, bệnh và suy thoái kinh tế. Ông Tập Cận Bình đang đứng trước lựa chọn sinh tử giữa giữ và bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong điều kiện không còn nhiều cơ hội và thời gian, ông Lý Thiên Tiếu cho rằng ông Tập Cận Bình có nguy cơ bị truy cứu bởi công pháp quốc tế, bởi lẽ dịch bệnh đã tấn công 196 quốc gia trên toàn thế giới, các nước có thể sử dụng quy định y tế quốc tế 2005 để kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo cáo nghiên cứu cho thấy chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc hành động sớm hơn 3 tuần thì trường hợp nhiễm virus trên toàn cầu có thể giảm đến 95% nhưng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch bệnh đã khiến cho thế giới mất 2 đến 3 tháng trời và là thời gian ứng ứng phó gây ra những tổn thất lớn không thể cứu vãn. Ông Tập Cận Bình là nguyên thủ quốc gia nên phải chịu trách nhiệm chính. Hơn nữa, điều 1 của Công ước Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí sinh học quy định rằng trong mọi trường hợp một quốc gia không được mua và tàng trữ vũ khí sinh học Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không thông báo kịp thời và xác thực về tình hình dịch bệnh cũng không xác định được nguồn gốc của virus thuộc vào tội tàng trữ virus. Trong tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông Tập Cận Bình phải bị truy tội. EFTA vướng dịch Ngày 30 tháng 3, Hội đồng châu Âu đã thông qua quyết định phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, EFTA, Tuy nhiên chưa biết kỳ họp Quốc hội tới đây của Việt Nam có thể diễn ra hay không vì dịch virus Vũ Hán, đặc biệt là bối cảnh Việt Nam cách ly toàn xã hội trong 2 tuần lễ đầu tiên của tháng 4. Phải chờ hết dịch và xong bầu bán nhiệm kỳ mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua hiệp định chính phủ mới đưa ra nghị định hướng dẫn, sau đó các bộ mới ban hành thông tư hướng dẫn, quá trình này có khi mất nhiều năm và đòi hỏi phải có sự đồng bộ về văn bản pháp luật giữa các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Đây là một thách thức cực kỳ to lớn. Có lẽ lúc đó đại dịch virus Vũ Hán đã trôi qua. Doanh nghiệp Việt phải loay hoay dọn dẹp đống hoang tàn do dịch bệnh để lại. Và vấn đề cam kết giữa Việt Nam đối với cơ chế bảo đảm thực thi quyền lao động, quyền con người cũng như làm thế nào để cho EU có thể tối đa hóa ảnh hưởng của mình đối với các vấn đề nhân quyền ở Việt Nam khi mà FTA thực thi là điều chưa ai có thể hình dung được. Tất cả còn chờ kết quả chống dịch đang vào hồi quyết liệt, nhất với lệnh cách ly toàn xã hội. Từ ngày 1 đến 15 tháng 4, bản lĩnh với những quyết đoán từ các vị trí người đứng đầu như những vị trí chủ tịch tỉnh, thành phố và những người đứng đầu chính phủ sẽ thể hiện ở thời điểm dầu sôi lửa bỏng của sinh tồn này. Ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh còn lại với nhiều địa phương kể cả với thủ đô Hà Nội diễn biến Suốt mấy ngày qua về chống dịch Corona, công chúng ít thấy sự đăng đàn của các vị bí thư thành ủy, tỉnh ủy và kể cả ông tổng bí thư trong những phát biểu về quyết sách. Qua đó cho thấy được tầm nhìn cần có trong vai trò chính ở một quốc gia độc đảng chính trị. Chứng sẽ không còn chung ở một giỏ nữa. Diễn biến về đại dịch đến từ con virus Vũ Hán lây lan nhanh chóng trên toàn cầu đã bộc lộ rõ các điểm chết trong toàn bộ hệ thống logistics khi mà rất nhiều nguyên liệu đầu vào cho sản xuất phần lớn được đặt công xưởng tại Trung Quốc. Một kiểu của bỏ các tất cả các loại trứng vào cùng một giỏ, nền kinh tế công nghiệp và ngoại thương của Việt Nam cũng sẽ lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc cả ở hai nghĩa. Trung Quốc ở bên kia biên giới và các doanh nghiệp Trung Quốc đang mở rộng công xưởng hoạt động ngay trên lãnh thổ của Việt Nam, tức doanh nghiệp FDI. Điều đó cho thấy thị trường với nhiều hứa hẹn kỳ vọng ngoại thương FTA đắc lợi ở đây có thể là những ông chủ, bà chủ của Trung Quốc đang chi phối trong đời sống kinh tế của Việt Nam. Chuyên gia kinh tế Phạm Trì Lan vẫn hay khuyến cáo tại nhiều hội thảo trong năm 2019 về những vướng mắc trong thể chế chủ yếu xuất phát từ sự thiếu rõ ràng trong yêu cầu xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này làm cho những nhà quản lý trở nên ngại ngần với những chuyển động của kinh tế thị trường vì bản thân họ cũng không rõ thế nào là định hướng xã hội chủ nghĩa Bà Phạm Chi Lan biện giải những từ những mập mờ trong quy định dẫn đến hạn chế sự minh bạch công bằng trong quản lý Tạo ra kẽ hở cho nạn tham nhũng vặt Vì thế khi lẽ ra phải vận hành trên ưu thế cạnh tranh Các doanh nghiệp lại phải tiêu tốn nguồn lực để củng cố vị thế của họ trong quan hệ với các cán bộ nhà nước Dễ dàng tìm thấy sự hợp thức hóa những khía cạnh mà luật không làm rõ thêm nữa bản thân nguồn lực đầu tư của nhà nước cũng chưa được phân bổ hợp lý đi ngược lại với những quy luật phát triển của kinh tế thị trường áp lực định hướng xã hội chủ nghĩa khiến cho sự phân bổ nguồn lực tập trung chủ yếu vào doanh nghiệp nhà nước bất chấp hiệu quả trong khi quy luật của kinh tế thị trường chính là sự hiệu quả còn với fta sự công khai minh bạch chống tham nhũng là những yếu tố quan trọng mà việt nam đã ký kết và phải thực thi điều này dĩ nhiên mang lại những lợi ích đáng chính đáng cho các nước tham gia hiệp định nhưng cũng chính là mong đợi của người dân Việt Nam. Nếu Việt Nam làm được như cam kết người hưởng lợi nhiều nhất chính là nhân dân Việt Nam, khi đó mọi nguồn lực của nền kinh tế sẽ tập trung vào sự phát triển. Việt Nam sẽ có những chuyển động bám sát với cơ chế thị trường văn minh hiện đại, từ đó có nền tảng để lên cao hơn nữa. Bằng không, mọi hy vọng về mọi việc nâng tầm quốc gia vẫn chỉ nằm trong những con số thống kê về lượng hàng xuất khẩu mà tập trung phần lớn ở doanh nghiệp FDI. Còn Việt Nam vẫn lẩn quẩn trong vai trò gia công trong kịch bản được mùa thì rớt giá trong việc theo đuổi những mục tiêu ngắn hạn cho ra những sản phẩm kém chất lượng, bình mới, rượu cũ. Các FTA song phương thường có nguyên tắc chung là có thể thể chế chính trị phù hợp với đòi hỏi giá trị nhân quyền phổ quát toàn cầu nói như lo ngại trên của bà phạm trì lan nếu giữ nguyên chuyện duy trì về thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xem ra nếu có thay cái bình mới dán đầy đủ các nhãn mát về nhân quyền như quyền con người quyền lập hội quyền tự do báo chí quyền tự do biểu tình song vẫn men rượu có tên thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì đó vẫn là chuyện của hào nhoáng vẻ ngoài của chiếc bình Tổ chức Thương mại Thế giới WHO mà Việt Nam là thành viên từ năm 2006 cho thấy là một bài học trong việc thể chế vẫn y ạch so với những mong đợi của hội nhập toàn cầu. Theo tôi, đứng trước mỗi hiệp định thương mại ta phải nhìn đó như một cơ hội để hội nhập kinh tế quốc tế chứ không phải là chỉ nhìn vào mấy đồng tiền thuế. Cũng với những ký kết, ta phải thay đổi thể chế cơ chế quản lý phải nhìn sự hợp tác là một hoạt động khơi thông dòng chảy của kinh tế thị trường, trong đó nếu còn điều gì đó làm tắc nghẽn sự lưu thông, ta phải tự phá bỏ nó. Ông Đặng Kim Sơn, Cựu viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định Trước mắt hoạt động xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc gặp khó khăn không phải do dịch virus Vũ Hán bùng phát mà đã có từ 2 năm trở lại đây. Nguyên nhân là nông sản Việt Nam chưa đạt được những tiêu chuẩn về chi xuất nguồn gốc của phía Trung Quốc. Thị trường EU còn khó gấp nhiều lần so với thị trường của Trung Quốc nếu nông sản của Việt Nam có tiếp cận được thị trường EU như mong muốn trong thời gian ngắn từ kỳ vọng Fta Cộng sản lợi dụng cụ già 90 tuổi tuyên truyền góp tiền chống virus Vũ Hán. Tính từ hôm 26 tháng 3 có ít nhất 3 bà cụ ở độ tuổi từ 80 đến 90 bị Cộng sản lợi dụng, cụ già để tuyên truyền cho việc người dân đồng hành cùng với chính phủ chống dịch virus Vũ Hán. Tờ tuổi trẻ cho hay cụ bà Lê Thị Chi 91 tuổi mẹ Việt Nam anh hùng trú ở quận Hải Châu Đà Nẵng đóng góp 5 triệu đồng tương đương với 215 đô la mà bà dành dụng được cho chính quyền chống dịch virus Vũ Hán. Mẹ Việt Nam Anh Hùng là những danh hiệu được nhà nước Cộng sản Việt Nam phòng tặng hoặc truy tặng những phụ nữ có con hoặc chồng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế. Tờ báo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Sài Gòn còn dẫn lời của bà Chi. Ngày xưa chiến tranh khói lửa mình nghèo khổ đã có nhà nước giúp đỡ, chăm lo, nay nhà nước cần mình thì có cái gì mẹ ủng hộ cái đó. Trước đó, báo điện tử Vietnamnet hôm ngày 25 tháng 3 tường thuật chuyện bà Lê Thị Niệm, 78 tuổi, trú ở tỉnh Thanh Hóa, đến Ủy ban nhân dân xã Trung Thành góp 1 triệu đồng tương đương với 43 đô la. Cùng nhà nước chống dịch Covid-19, tờ báo cho biết bà Niệm có chồng con và chị chồng hy sinh trong chiến tranh. Cùng thời điểm, báo thanh niên tường thuật chuyện bà Ngô Thị Quýt, 95 tuổi, cũng là mẹ Việt Nam Anh Hùng, trú ở quận Gò Gấp, Gò Vấp, Sài Gòn, cần mẫn may từng chiếc khẩu trang để trao cho chi hội phụ nữ khu phố trong phường. Cả ba cụ đều là bà mẹ Việt Nam anh hùng và được các báo đảng và các fanpage của các dư luận viên hết lời ca ngợi như hình mẫu tiêu biểu trong việc người dân đồng hành cùng chế độ trong việc chống dịch virus Vũ Hán. Tuy vậy, Facebook Hồ Lê Huỳnh Nguyễn đưa ra hình chụp hậu trường vụ nhà cầm quyền đưa hàng chục phóng viên báo của nhà nước đến dàn dựng câu chuyện tại nhà bà Ngô Thị Quýt. Facebooker Đỗ Hùng Huỳnh Đỗ Hưng đặt câu hỏi trên trang cá nhân vẫn trong mùa dịch Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi tiếp xúc với người khác phải đeo khẩu trang hình ảnh của bà Quýt không đeo khẩu trang khi phát sóng đăng tải trước vòng vây phóng viên thì có tác dụng để tuyên truyền trong mùa dịch hay không Facebooker Nguyễn Khoa Phước ở Đà Nẵng bình luận trên trang cá nhân về việc Cộng sản lợi dụng cụ bà góp tiền cho chế độ Hai mẹ tuổi đã cao gần đất xa trời, có vài đồng lận nâng khi đau yếu, trái gió trở trời. Vậy mà tụi bay cũng dụ khị bòn rút hết là sao? Vậy mà hồi xưa tụi bay nói khi giải phóng xong mẹ sẽ được sung sướng không thiếu thốn thứ gì. Sao tụi bay lừa mẹ biết vậy bay? Thấy các mẹ cũng tội mà thôi cũng kệ. Có thể đây là nghiệp của các mẹ trả chưa hết với cộng sản. Hoặc là mẹ chấp nhận làm diễn viên để mồi để lừa bọn con dân còn u mê tin đạc. Theo trang thư viện pháp luật, những người được phong tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng thì được nhà nước cho hưởng phụ cấp hàng tháng là 1 triệu 360 000 đồng tương đương với 58,3 đô la. Lợi dụng Hoa Kỳ và các quốc gia bị tấn công bởi dịch vi khuẩn Vũ Hán, vi khuẩn Bắc Kinh gia tăng xâm nhập và bành trướng tại Biển Đông. Khi tàu cộng khốn đốn với virus tàu phản động tự nhiên vì Việt Cộng gửi 50.000 đô la sang hỗ trợ tàu cộng không thèm nhắc đến tên khi cảm ơn các quốc gia đã giúp đỡ. Khi Việt Cộng khốn đốn thì tàu cộng gia tăng lực lượng quân đội và hoạt động để tiếp tục xâm chiếm chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Lợi dụng Hoa Kỳ đang phải đối đầu với đại dịch do virus Made in China gây ra. Tàu cộng trong những ngày qua đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự và xây dựng thêm hạ tầng quân sự với quy mô lớn tại các căn cứ hải quân đang ngự trị ở Biển Đông cùng lúc Bắc Kinh đã chính thức tổ chức kỷ niệm thành quả đạt được trong khai thác các nguồn năng lượng tại vùng biển đang tranh chấp nhưng đã bị Bắc Kinh xâm lược bằng đường lưỡi bò và các căn cứ quân sự chiếm đóng. Mưu đồ mới nhất này của Bắc Kinh nhằm đạt được cùng lúc hai mục đích tuyên truyền để kích thích lòng ái quốc của người dân Tàu kể từ đó quên đi hệ lụy của đại dịch và nắm bắt thời cơ để bành trướng khi Hoa Kỳ đang bị đe dọa bởi virus Vũ Hán. Hiện tại, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã huy động quân đội để giúp chống lại dịch bệnh theo đạo luật Defense Protection ACT, cho phép quân đội Hoa Kỳ cùng cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng, sản xuất và chuyển các thiết bị y tế cần thiết cho cơ quan và cơ sở dân sự. Không riêng gì Hoa Kỳ mà các quốc gia khác tại châu Á, Thái Bình Dương cũng đang phải lo đối đầu với con virus Vũ Hán nên khó có những phản ứng hiệu quả để chống lại hành vi bành trướng của virus Bắc Kinh tại Biển Đông. Tại Việt Nam, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đã tung ra chỉ thị 16 để cách ly toàn xã hội. Tại Philippines, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Philippines AFP Philemon Zia bị nhiễm virus tàu, Tổng thống Duterte và các quan chức an ninh hàng đầu bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Delphin đang ở trong khu vực cách ly. Còn ở Malaysia, chính phủ đã đặt thủ đô hành chính và thương mại của quốc gia này vào tình trạng cách ly toàn bộ. Nắm bắt thời cơ quân đội giải phóng nhân dân tàu cộng PLA công bố vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 là trong những ngày qua, tàu cộng đã gia tăng sức mạnh hải quân trong khu vực với các cuộc tập trận quân sự bao gồm sự tham gia của hàng không mẫu hạm Liêu Linh và các chiến đấu cơ G-15 tại khu vực phía Bắc ở Biển Đông. Cùng lúc, theo thông báo của Bộ Tài nguyên, tàu cộng gần đây đã tiến hành khai thác khí tự nhiên thành công nhất về khối lượng và mức sản xuất trong một ngày tại khu vực phía Bắc Biển Đông. Tàu Cộng Khe Khoang đã có nền tảng kỹ thuật vững chắc là quốc gia đầu tiên ở Biển Đông khai thác khí đốt hydrat các mỏ khoáng sản dưới đáy đại dương bằng kỹ thuật khoan giếng ngang. Quá trình khai thác và sản xuất đã diễn ra trong khoảng thời gian từ 17 tháng 2 đến 18 tháng 3 vào giai đoạn dịch Vũ Hán đang tàn phá các quốc gia trên khắp các châu lục Tàu cộng đã cùng một lúc gia tăng phát triển công nghệ khai thác năng lượng để củng cố tiềm năng thống trị về kinh tế, nhất là giành được quyền kiểm soát và khai thác mỏ dầu khí khổng lồ chưa được khai thác trong phạm vi xâm lược bởi đường lưỡi bò, cùng lúc tiến hành các cuộc tập trận quân sự quan trọng ở khu vực tranh chấp để khẳng định chủ quyền. Tàu cộng đã gieo rắc virus Vũ Hán ở khắp nơi trên toàn thế giới và bây giờ đến lượt vi khuẩn Bắc Kinh đang rầm rộ tiến hành và xâm lược Thủ tướng chỉ thị không tụ tập quá hai người. Làm ơn, tôi nói đồng bào nghe rõ không? Giữa lúc đại dịch bệnh đang diễn biến khó lường, làm ơn nghiêm chỉnh chấp hành lời hiệu triệu của ông Tổng Bí thư, mệnh lệnh cách ly toàn xã hội của Thủ tướng vờ Nguyễn Xuân Phúc, tuyệt đối tuân thủ không tụ tập quá hai người. Tại sao giờ này còn xếp hàng đi mua xăng dự trữ, bao nhiêu đó xăng thì tiết kiệm được bao nhiêu đồng? Dân mình sao lại khổ đến vậy? chắc chuyện giá xăng giá điện giảm như điều thần kỳ mơ cũng chẳng thấy được bởi vậy mà dân chen chúc đi mua vậy đây là hệ quả của việc dân thiếu ý thức hay là tội của bọn doanh nghiệp bất tài kinh doanh bết đát đẩy hết nợ nần cho người dân phải gánh nhiều người nhìn thấy hình ảnh dân xếp hàng chen chúc mang can cả chục lít đi mua xăng thì liền đặt câu hỏi an toàn cháy nổ có được đảm bảo không Chứ kể nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng lớn như thế nào Vậy cũng không quan tâm là sao. Đất nước gặp nạn không cần đồng bào góp công góp của chỉ xin đồng bào ở yên một chỗ, khó đến vậy sao? Trong chỉ thị 16 của ban vừa mới ban hành của ông Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ quy định thời gian vàng cách ly là 15 ngày. Nếu như chúng ta không cương quyết việc này thì hậu quả khôn lường đối với sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong các trường hợp thật cần thiết. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá hai người. Vậy mà đồng bào cần thiết phải dự trữ xăng khi Thủ tướng yêu cầu ở yên trong nhà hay không? Nếu thật sự cần vậy, tại sao không giữ khoảng cách cách ly là 2 mét? Sao không chịu đeo khẩu trang? Sao lại tụ tập không những hai người mà còn tập tụ quá đông người như vậy? Đồng bào không nghe rõ chỉ thị của Thủ tướng hay lời của Thủ tướng chưa tới tai của đồng bào đồng bào sẵn sàng đánh cược cả sức khỏe tính mạng của bản thân chỉ vì vài đồng bạc tiết kiệm được từ giá giảm giá xăng đồng bào nỡ lòng nào đổ sông đổ bể hết mọi công sức phòng chống dịch đầy vất vả của nhà nước và chính phủ hay sao cuộc sống đúng là khó khăn thật có lẽ tin giá giảm xăng hay giá điện giảm là thứ gì đó rất hy hữu là điều mơ ước của biết bao nhiêu người dân nghèo bởi vậy những nhu yếu phẩm này chỉ cần có tin giảm giá thì dân mình đổ xô đi mua thương lắm mà cũng giận lắm. Giận đồng bào 1 thì giận kẻ những kẻ hút máu của đồng bào 10. Bêu tên đầu tiên là anh điện lực EVN, tăng giá điện là điệp khúc được lặp đi lặp lại nhiều năm. EVN độc quyền bán điện rồi độc quyền tăng giá lại còn nói không tác động lớn. EVN có lãi hàng nghìn tỷ đồng trong năm nay nhưng vẫn quyết tăng giá điện để bù lỗ cho việc làm ăn thua lỗ những năm trước dân cứ thế nai lưng ra để trả nợ cho evn vì nếu không trả tiền điện nhà đèn sẽ cắt điện một nguồn nhu yếu tuyệt đối không thể thiếu của người dân tiếp đến phải kể đến anh pvn có một thực tế không thể phủ nhận là khoảng một nửa giá bán xăng hiện nay đến từ thuế phí của nhà nước đánh vào thuế phí ở việt nam lại thuộc vào hàng cao nhất trong khu vực đang bào mòn khủng khiếp sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp và hạ thấp mức sống của người dân Nguyên nhân giá xăng dầu tăng một cách vô tội vạ như hiện nay một phần bị ảnh hưởng bởi cách kinh doanh kỳ lạ, không tập trung vào nghiên cứu công nghệ phát triển khai khoáng dầu khí, lại mang hàng nghìn tỷ đi đầu tư ở ngoài ngành. Điển hình là vụ mất trắng 2.660 tỷ trong vụ Ocean Bank và xa lầy vào những dự án đầu tư ở Venezuela khiến cho Việt Nam mất trắng hàng ngàn tỷ đồng. Kết quả của những khoản mất trắng là quyết định tăng giá xăng dầu để bù lỗ khi xăng tăng sẽ tác động dây chuyền đến tất cả những mặt hàng khác, gây nên lạm phát, khiến cho đồ ăn thức uống và các mặt hàng giá tăng giá mạnh kéo theo. Đấy mới kể là hai ông lớn thôi, còn bao nhiêu những con cưng trời đánh làm ăn thua lỗ, bết bát nhũng nhiễu, cơ hội kể không xuể, Trăm dâu đổ đầu tầm, mọi hệ quả đều đổ lên đầu dân gánh. Bởi vậy khi nhìn thấy hình ảnh dân mình đổ xô chen trúc mua xăng về dự trữ, chỉ thấy thương sao? Vì với họ bây giờ có tin giá xăng, giá điện giảm còn quan trọng hơn tin Việt Nam tuyên bố hết dịch bệnh. Chống dịch với tinh thần giải phóng miền Nam. Hôm 15 tháng 3, Bộ Chính trị họp bàn về công tác phòng chống đại dịch virus Vũ Hán. Nội dung báo cáo của Bộ Chính trị có đoạn Việt Nam đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ dòng người đi vào từ vùng dịch, tổ chức cách ly kịp thời hiệu quả, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và đã điều trị thành công cho 17 bệnh nhân. Đặc biệt là các nhà khoa học Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới, đã nghiên cứu và sản xuất được một bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 được công nhận và đưa vào sử dụng cũng như xuất khẩu đi một số quốc gia có nhu cầu chống dịch ông Tổng Bí Chủ Nguyễn Phú Trọng nhân dịp phát biểu thành quả này nếu không có hệ thống chính trị như Việt Nam thì chưa chắc làm được. Trên BBC, 1 tháng 4 năm 2020 có người khen vuốt Việt Nam đã phản ứng một cách nghiêm túc về virus Vũ Hán trước một đại dịch được cho là một sự kiện lớn nhất thế giới từ năm 1945 tính đến nay. Vấn đề là trước đó, ngày 31 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO báo động đại dịch virus Corona vẫn còn lâu mới kết thúc, trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương, các nước vẫn phải chuẩn bị tình huống dịch lây lan cục bộ ở từng nước trên quy mô rộng lớn. Cuối cùng ngày 1 tháng 4, ông Thủ tướng Phúc ban hành lịch cách ly toàn xã hội. Đây là gì nếu như không phải là tình trạng Việt Nam lùi vào tư thế tự thủ. Xét lại, những gì Bộ Chính trị báo cáo ngày 15 tháng 3 cũng như ý kiến của ông Bí Chủ Trọng, tất cả đều là lời chim chóc. Nếu Việt Nam chế được bộ xét nghiệm Covid-19 sao không bán qua các xứ giấy chết để họ làm thử nghiệm? Nếu Việt Nam trị lành Covid-19 tại sao quốc tế không ai học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam? Cả một bộ chính trị không biết bao nhiêu là con người, không có ai nói lên được một lời nào gọi là nghiêm túc cả. Những việc này sẽ không đến đổi vì ai cũng có thể sai lầm hết. Ngay cả ông Trung còn cho rằng virus Vũ Hán là một thứ tin vịt hoặc của phe dân chủ tùng ra để đánh phá ông mà thôi Nhưng nếu ta nghe lại những lời đại bác của Thủ tướng Phúc Từ tháng riêng ta đã nghe tin thần chống dịch như chống giặc Đến ngày 29 tháng 3 năm 2020 Thủ tướng Phúc làm rõ tinh thần chống dịch của ông là phải thần tốc táo bạo Phải tranh thủ từng giờ từng phút sốc tới mặt trận giải phóng miền Nam Tinh thần chống dịch như chống giặc của ông Nguyễn Xuân Phúc là tinh thần giải phóng miền Nam nếu ta nhớ lại bài hát Giải phóng miền Nam sau năm 1975 với nhịp điệu quân hành và lời lẽ đầy máu me, xương tan máu rơi, lòng thù hận ngút trời, cầm gươm, ôm súng sông tới, xung phong đi giết thù, diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước. Corona virus được ông Nguyễn Xuân Phúc nâng cấp lên thành đế quốc Mỹ và bè lũ bán nước. Theo tôi, ông Phúc nên ngừng nói những lời nói khơi dậy hận thù, cũng như thôi phun ra những luận điệu súng đạn Thử hỏi ông Nguyễn Xuân Phúc diệt đế quốc Mỹ để làm chi? Bây giờ đi tìm câu trả lời coi bộ khó phải không? Ông Phúc làm sao mà che đậy được sự thật là sau khi chiếm được miền Nam hàng triệu người dân miền Nam thà chết trong bụng cá tìm đường đi Mỹ chớ không mấy ai chịu ở lại với các ông. Cho đến bây giờ 99% người dân Việt Nam kể cả ông Phúc và con cháu của ông Phúc mong muốn của họ là bỏ Việt Nam để qua Mỹ để sinh sống. Mục tiêu diệt đế quốc mỹ làm chi rốt cuộc qua mỹ sống trở thành cứu cánh của đại đa số người dân việt nam ông phúc khơi dậy lòng thù hận và phun ra lời súng đạn ban tuyên giáo che đậy cách mấy dân chúng cũng thấy được sự lõa lồ phơi ra trên thực tế ai đích thực là bè lũ bán nước chính đảng viên cán bộ của đảng cộng sản việt nam là một nồi sâu ăn của dân không trừ một thứ gì chớ nếu không lấy gì cán bộ đảng viên có vốn qua mỹ để sinh sống lập nghiệp Tất cả những chính sách cải tạo công thương nghiệp đánh tư sản mại bản, các đợt đổi tiền, công hữu ruộng đất, thậm chí đến các việc khai thác dầu khí khoáng sản đều là các thủ đoạn của Đảng Cộng sản Việt Nam ăn cướp, tài sản của dân, ăn cắp tài sản, tài nguyên của miền Nam. Đánh tư sản làm chi để bây giờ cán bộ đảng viên hầu hết là tư bản đỏ, cải tạo công thương nghiệp nội địa làm chi để bây giờ nhân dân Việt Nam phải làm công cho tư bản dậy chết. Nếu không phải là ăn cắp, ăn cướp, bỏ túi riêng thì ruộng đất của cải mà đảng viên đã lấy được của nhân dân miền Nam tài nguyên khai thác được trên lãnh thổ của miền Nam hàng ngàn tỷ đô la chúng đã đi đâu? Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng được gì cho nhân dân miền Nam nếu so sánh với các tỉnh miền Bắc? Miền Nam rõ ràng là không có gì cả, hay có nhưng không là bao nhiêu. Đường xá, cầu cống, điện, nước, nhà thương, trường học vẫn là thứ của đế quốc và bọn bè lũ bán nước xây dựng lên dân miền nam vì chủ trương giáo dục rào cản đa số rốt nát rốt cục trai làm nô gái làm tì người ta liên tưởng giải phóng miền nam đích thị là ăn cướp miền nam đô hộ miền nam nhưng dầu sao người dân cũng nên cảm ơn ông phúc vô tình ông đã nói lên sự thật đến bây giờ đảng cộng sản việt nam vẫn ám ảnh dân miền nam là một thứ virus corona độc địa cần phải tiêu diệt xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi